Thưa quý vị, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết vừa đến thăm động viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm Tòa giám mục giáo phận Đà Nẵng, Hội thánh truyền giáo cao đài thành phố, Hội thánh tin lành thành phố, Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các tổ chức cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ, giáo dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời lắng nghe những kiến nghị đề xuất khó khăn của cộng đồng các tôn giáo trong giai đoạn thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, vừa qua thành phố quyết định phải áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt là để nhanh chóng khống chế, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, mặc dù thực hiện giãn cách nhưng thành phố vẫn nỗ lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo không có người dân nào không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Thời gian đến, thành phố tiếp tục kiểm soát dịch theo hướng siết chặt vùng đỏ, quản lý vùng vàng, nới lỏng dần vùng xanh, từng bước đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã đến thăm chùa Bát Nhã, chùa Phổ Đà, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã hỏi thăm sức khỏe và đời sống các chức sắc tôn giáo trong thời gian thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đó. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ sở tôn giáo đã tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định thành phố luôn quan tâm chăm lo đời sống của các tín đồ tôn giáo, đặc biệt là các trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lưu Nguyễn Minh Triết mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng lòng hưởng ứng các chủ trương, quyết sách của thành phố trong công tác phòng chống dịch để sớm đưa Đà Nẵng trở về trạng thái bình thường mới. Đại diện các cơ sở tôn giáo bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định thành phố đưa ra, chung tay cùng Đà Nẵng đẩy lùi Covid-19 dịp này chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng ngô xuân thắng trưởng ban dân vận thành ủy đoàn ngọc hùng anh cũng đã đi thăm động viên và trao tặng nhu yếu phẩm đến đại diện các cơ sở tôn giáo tại các quận huyện trên địa bàn thành phố qua đó mong muốn trong thời gian đến các tổ chức cơ sở tôn giáo tiếp tục đồng thuận đoàn kết cùng chính quyền và nhân dân thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh